Và ngay sau đây thì cũng xin được mời kỹ sư Phạm Văn Phước sẽ giải đáp thắc mắc cho một vị khán giả gọi điện thoại đến từ huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp liên quan đến những nội dung mà chúng ta đã trò chuyện ở phần đầu của chương trình. Khán giả tên Nguyễn Văn Sáu ạ. Thưa kỹ sư Phạm Văn Phước, khán giả Nguyễn Văn Sáu hỏi là tại sao vụ nào cũng diệt cỏ mà sao không hết? Nếu mà sử dụng thuốc cỏ có cùng hoạt chất nhiều lần trên một vụ và nhiều vụ trên một năm thì có phải là kháng thuốc hay không? Một ý nữa, khán giả Nguyễn Văn Sáu hỏi là thuốc cỏ Cepelo có những ưu điểm gì và sử dụng thuốc cỏ thì có áp dụng bốn đúng hay không? Cách sử dụng như thế nào theo bốn đúng cho hiệu quả? Xin mời kỹ sư có thể tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn chỗ anh Sáu rất là hay nhé. Mình đưa lên thì mình thấy một điều là khi mình sử dụng Cepelo, tôi quan tâm là tại sao mình cứ phun đi năm nào cũng phun thuốc cỏ, mà tại sao mình phun rất là nhiều thuốc cỏ mà tại sao phun hoài nó không hết? Thì người ta có ví dụ hay lắm mà con, tức là người ta lấy một cái cục đất ở dưới sông á, người ta thảy lên trên cái bờ kinh, thì để cục đất nó khô lại trong vòng khoảng chừng 10 bữa nửa tháng là tự nhiên cỏ nó mọc lên. Thì sức sống của hạt cỏ thì nó rất là mãnh liệt mà con. Thì giống như cổ thạc sĩ Tâm có chia sẻ đó, bà con thấy là cái sức sống hạt cỏ một là lưu tồn mạnh, và cái thứ hai nó trên một cái bông cỏ thì rất là nhiều cái hạt cỏ trên đó, và chính cái sự mà nhiều này á, nó làm cho sự mà lưu tồn ở trong cái quỷ mà trong cái lòng đất á, nó rất là nhiều. Thành ra là chúng ta ví dụ trường hợp bà con mà diệt 90%, thậm chí 99% chỉ còn 1% thôi nó sống, thì một hạt cỏ sẽ ra được khoảng 3-4 nhánh, và một nhánh nó ra một bông thì rất là nhiều hạt trên đó, thì nó sẽ tại sao đó lý do tại sao chúng ta phun hoài mà nó vẫn còn hoài. Và cái thứ hai nữa là khi mà lẫn tạp trong cái điều kiện mà nó lây lan qua cơ giới, bà con ví dụ cái ruộng mình rất là đẹp nhưng mà ông cái bên ông không có kỹ, thì khi miếng cái máy cắt đi từ cái ruộng mà nó bị cỏ đó thì nó di chuyển cái ruộng của mình, thì nó vẫn là điều kiện lây lan qua cái đường kiện cơ giới. Và mà khi mà sử dụng cái Cepelo đó, và hay là những thuốc bảo vệ thực vật khác mà trên thị trường đó, bà con sử dụng cùng một cái nhóm thuốc mà nó sử dụng đi sử dụng lại nhiều năm á, thì dĩ nhiên bản thân cái cây trồng nó sức đề kháng, thì nó tạo sự đề kháng đối với cái sản phẩm đó. Và đối với Cepelo á, thì bà con mình khi mới ra thì cái điều kiện tiên quyết á, thì bà con nhớ một điều là khi sử dụng lần đầu tiên trên ruộng, chúng ta đã quyết định xài Cepelo thì chúng ta sẽ sử dụng ngay từ đầu, để tránh tình trạng bà con mình không sử dụng Cepelo mà con sử dụng những cái nhóm khác, mà lỡ những cái cỏ đó không chết, bà con phun lại thì lúc đó gì cây cỏ mình sẽ bị chai, và nó bị chai lúc đó chúng ta sử dụng Cepelo lại thì nó sẽ rất là khó để trong việc quản lý cỏ. Thành ra trong trường hợp mà cái câu hỏi của anh Sáu á, nó tóm lại là sự tính kháng của cỏ là có. Thứ hai, nó sử dụng Cepelo thì mình nên áp dụng đúng thời điểm là gì? 10 tới 12 ngày sau xạ. Và cái liều lượng sử dụng chúng ta là sẽ là 1,25 lít trên 1 hecta. Và bà con mình nhớ một điều là cái bốn đúng là quan trọng vô cùng. Khi mà phun thuốc cỏ xong thì chúng ta nên đưa nước vào để chúng ta làm ẩm đất, và chúng ta làm nhấn nước để gì? Làm chúng ta quản lý cỏ sẽ là hiệu quả cao nhất. Như trường hợp bà con mình thấy phun xong mà chúng ta không đưa nước vào được thì cái cỏ sẽ rất là cái cơ hội cao nó sẽ quay trở lại và nó gây hại đồng ruộng của mình. Thì đó là những cái đôi lời chia sẻ cùng anh, và chúc anh thành công ạ. À.